Vào khoảng 10 giờ 20 phút ngày 18 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang phối hợp cùng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh và các đội nghiệp vụ công an thành phố đã bắt giữ được Nguyễn Tú Anh, sinh năm 1995, trú tại số nhà 28, đường Giáp Hải, phường Dĩnh Kế, thành phố Bắc Giang, là đối tượng dùng dao đe dọa và gây ra vụ cướp tài sản táo tợn trên địa bàn thành phố Bắc Giang vào trưa ngày 17 tháng 5. Trước đó, chiều ngày 17 tháng 5, công an thành phố Bắc Giang nhận được đơn trình báo của chị Thân Thị Nhung, sinh năm 1994, cư trú tại thôn Nghĩa Hạ, xã Nghĩa Trung, huyện Việt Yên, về việc khi chị đang bán hàng tại cửa hàng quần áo của mình ở địa chỉ số 05 đường Thân Nhân Trung, phường Mỹ Độ, thành phố Bắc Giang, thì bị một đối tượng nam giới dùng dao khống chế và cướp đi một sợi dây chuyền vàng có trị giá hơn 20 triệu đồng và một túi sách bên trong có hơn 9 triệu đồng tiền mặt. Ngay sau khi nhận được tin báo, công an thành phố Bắc Giang đã triển khai lực lượng khám nghiệm hiện trường và tổ chức điều tra truy tìm đối tượng. 22 tiếng đồng hồ sau khi vụ án xảy ra, đến 10 giờ 20 phút sáng ngày 18 tháng 5, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Tú Anh là thủ phạm gây ra vụ cướp trên khi đối tượng đang lẩn trốn tại địa bàn huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Bước đầu tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận không có công ăn việc làm, lại nghiện chơi cờ bạc, nghiện ma túy đá. Để có tiền tiêu xài và trả nợ, đối tượng đã nghĩ ra cách đi cướp tài sản. Do nhiều lần mua hàng tại cửa hàng của chị Nhung, Tú Anh đã quan sát và biết chị có đeo vàng trên người, thường xuyên có tiền mặt tại cửa hàng, nên đã chọn làm mục tiêu để tấn công. Do tôi đánh cờ bạc và thua, và cũng có sử dụng ma túy đá, thế nên là tôi không làm chủ được. Do thua tha và cắm xe, tôi muốn chuộc lại cái xe, thế nên tôi mới nảy sinh ra đi cướp. Tôi đi ra chợ thương, mua áo mưa, khẩu trang và dao, và đã đi lên xốp quần áo Hoàn Còi. Trong khi nhìn thấy chị đang ngồi bên trong một mình, thì tôi có đi vào khống chế và cướp. Không chỉ manh động, để tránh sự phát hiện của lực lượng chức năng, đối tượng còn đeo khẩu trang, mặc quần áo mưa và đội mũ bảo hiểm khi hành động. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Bắc Giang đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện thủ tục để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật.